Hello cả nhà, lại là Diện đây. Mấy nay các chị hỏi là Diện ơi, làm sao để chọn được hạt đác dẻo ngon? Với sao mà lúc hạt đác nó có màu nâu nâu, lúc thì xám xám, lúc thì trắng trắng, lúc thì xanh xanh vậy em? Mặc dù là chị đã rửa rất là nhiều lần rồi, nó có hư không vậy Diện ơi? Yên tâm, Diện sẽ giải đáp hết nha. Tùy thuộc vào khu vực, địa hình, nguồn nước cũng như là cách thu hoạch đác mà đác sẽ cho ra những hình thù cũng như là màu sắc khác nhau. Phổ biến nhất gồm hai loại, đó là đác đốt và đác luộc. Đối với đác đốt á, là các cô chú sẽ chọn những cái cây đác mà đủ tuổi, sau đó sẽ hạ buồng đác và lập giàn và thiêu đác. Thì màu của đác á, thường thường là sẽ bị ám tro, nên thành ra cái màu nó giống như cà phê sữa, thỉnh thoảng pha lẫn những cái hạt màu xanh. Và có lúc có những hạt nó bị cháy ngay đầu á, mình chỉ việc gọt đi, nhưng đổi lại ăn đác đốt á, thì nó sẽ rất là thơm mùi khói. Cái thứ hai đó chính là đác luộc. Và khi mà chọn được cái quầy đác đủ tuổi, đủ độ dẻo thì các chú sẽ hạ buồng đác và lặt ra từng quả. Sau đó thì sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi lớn và cho quả đác vào để mà luộc. Rồi mình sẽ vớt ra và tiến hành gọt đầu đác và tách hạt đác như bình thường. Mỗi nơi sẽ có một cái cách tách hạt khác nhau, thì cơ bản sẽ là kẹp đác hoặc là dùng cái muỗng để mà lấy hạt đác ra. Ưu điểm của đác luộc á, thì nhìn hạt đác sẽ trắng hơn và sạch hơn. Nhưng trắng tự nhiên ở đây của hạt đác là trắng đục chứ không phải là trắng trong, trắng tinh. Nếu mà trắng tinh là đã qua xử lý, hoặc là hạt đác còn non, quá non và bị mềm. Mình sẽ chỉ cho các bạn 3 cấp độ chính của đác á, mà thường hay có. Thứ nhất là hạt đác non thì mình cầm nó sẽ bị mềm, và mình bóp vô thì nó sẽ bị nát ra. Thì khi rim nó sẽ không có tạo độ dẻo và ngon đâu nha cả nhà. Loại thứ hai đó là hạt đác già, các bạn cầm á là nó sẽ cứng và có nhân ở bên trong. Đó, khi mình dùng kéo mình cắt á thì nó sẽ hiện thị rõ cái nhân trắng ở bên trong ra. Cái này rim thì sẽ không ngon đâu nha mọi người, cứng lắm. Ai mà răng pha ke á là không ăn được đâu nha. Đó, coi chừng gãy răng. Cái này thì nhiều khi các bạn dùng nồi áp suất các bạn hấp á. Loại thứ ba, nữ hoàng của các loại đác là đây. Trời ơi, nhìn là nó sẽ có cái màu hơi đục đục một chút. Thì khi các bạn bóp vào á, nó rất là dẻo luôn. Các bạn bóp thật là chặt tay mà nó không hề bị nát hạt đác, mà nó rất là dẻo, thì các bạn rim nó mới ngon. Đó, cả một cây đác á, thì sẽ có rất là nhiều quả, và sẽ có hạt nhỏ, hạt lớn, hạt trung, hạt cứng, hạt mềm là chuyện hết sức bình thường. Và độ dẻo phải là yếu tố cốt lõi để tạo nên một mẻ đác rim thành công. Chính cái sự nhạt tuyệt của bạn này mà khiến bạn có thể kết hợp hoàn hảo với tất cả hầu hết các vị như là thơm, chanh dây, dâu tây, dâu tằm, hoa đậu biếc, lá dứa, trà xanh, cacao, matcha, tất tần tật, quan trọng là các bạn thích vị nào nha. Chiến thần topping mùa hè này là phải gọi tên hạt đác nha cả nhà. Ăn với đậu hũ nè, ăn với da u nè, hoặc là để nấu chè, nấu sâm bổ lượng nè, hoặc là làm các món trà như là trà lại đác thơm hoặc là trà trái cây nhiệt đới. Siêu ngon luôn mà siêu bổ dưỡng luôn. Đúng với cái tên gọi là hạt ngọc núi rừng, các bạn nhìn xem độ óng ánh của hạt đác nè. Trời ơi, rất là ngon nha. Chúc các bạn tìm được hạt đác ngon và rim hạt đác thật ngon nha.